Tiến sĩ Đoàn Hương gây sốc với phát ngôn, hoa hậu là mấy con điên, chỉ sắn quần đòi túi Hermes. Tiến sĩ khoa học ngữ văn Đoàn Hương được biết đến nhiều với những phát ngôn thẳng thắn gây sốc khiến dư luận dậy sóng. Mới đây, bà lại tiếp tục khiến công chúng phải chú ý với nhận định. Đừng mong thi hoa hậu về lấy tỷ phú giờ nó khôn lắm, lấy con điên kia về làm gì? Chưa dừng lại ở đó, bà còn nói thêm, hoa hậu đúng là con điên, không ai lấy con điên làm vợ bao giờ. Thà lấy một bà vợ mũm mĩm xinh đẹp vừa đủ thôi, 3 điểm trên 5 thôi, rồi về nhà bà hàng ngày hầu hạ mình, cơm bưng nước sót hiền lành, còn hơn con điên cả ngày chỉ sắn quần đòi túi Hermes, điên à. Cho nên hoa hậu hôm nay là ế, vì không thằng tỷ phú nào nó ngu mà đầu tư vào cái lỗ chuột cống ấy. Nên đi thi hoa hậu cho vui thì được, chứ mơ về nghề hoa hậu thì không có. Có một số nghề sắp nổi hào quang, tôi đề nghị các em vượt qua cái hào quang đó để thấy bản chất của nó, đừng đầu tư vào đấy. Theo quan sát, có thể thấy đây là một buổi thuyết giảng của nữ tiến sĩ nổi tiếng với sự tham gia của các em học sinh đang ngồi bên dưới. Trước đó, những nhận định thẳng thắn của bà Đoàn Hương luôn gây ra những luồng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Một ý kiến của netizen khi đoạn phát biểu của bà được chia sẻ lên mạng. Tiến sĩ nói cũng đúng còn gì, mấy các cuộc thi hoa hậu rồi cũng quanh quẩn chuyển sang, hãy chọn giá đúng thôi. Đẹp thì ai cũng muốn ngắm, nhưng nếu các bạn nữ cứ nghĩ rằng chỉ cần đẹp là có thể giữ chân cánh đàn ông thì các bạn nhầm rồi. Đẹp là cái hữu hạn, qua tuổi là xuống cấp rất nhanh và khi đó bạn còn gì để thu hút người khác. Đây không phải là lần đầu bà đưa ra nhận định gây sốc như vậy. Dư luận từng biết tới bà qua những phát ngôn chia sẻ về các vấn đề trong cuộc sống, gây nhiều tranh cãi như đàn bà là giống cực kỳ khó hiểu. Không bao giờ tôi bỏ 1 tỷ 6 để mua cô bồ hơn 40 tuổi. Người Việt trẻ cần bớt sống ảo và nên học cách mưu sinh. Hậu duệ mặt trời logic kém, có cả hành động vô văn hóa. Hay 50% người trên Facebook là vô công sổi nghề. Trong một số của chương trình Cà phê sáng phát trên VTV3, tiến sĩ Đoàn Hương đã có những chia sẻ xoay quanh đề xuất cải tiến chữ viết của phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hiền. Cụ thể, bà chia sẻ, khi một ý tưởng mới ra đời, trước hết phải suy ngẫm, nhìn nhận nó bằng con mắt khoa học. Đây là một công trình khoa học, cho nên phải có ý kiến của các nhà khoa học, chứ không phải là một đám quần chúng không hiểu gì cứ ào ào vào ném đá. Việc gọi những người ném đá đề xuất cải tiến tiếng Việt của phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hiền là đám quần chúng không hiểu gì, vô tình gây nên sự tranh cãi dữ dội trong cộng đồng mạng. Ngay sau đó, nữ tiến sĩ đã lên tiếng phủ nhận mình nói câu này và cho rằng có đối tượng xuyên tạc lời nói của bà. Vị tiến sĩ này để lại ấn tượng với mọi người bằng hình ảnh người phụ nữ có mái tóc ngắn được cắt gọn gàng và một chất giọng khàn không thể lẫn giữa đám đông. Bà Đoàn Hương từng giảng dạy dư thế hệ sinh viên ở khoa văn và khoa báo chí truyền thông, nay là Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tiến sĩ Đoàn Hương là gương mặt rất quen thuộc trong các chương trình xã luận trên sóng truyền hình VTV, đặc biệt là Một Cà phê sáng. Tuy nhiên, tìm kiếm thông tin trên mạng thì gần như không có báo nào viết về tiểu sử tiến sĩ Đoàn Hương. Người ta cũng chẳng biết Đoàn Hương có chồng hay không, đã lập gia đình hay chưa. Ngay cả ngày sinh, quá trình học tập của Đoàn Hương cũng chẳng thấy công khai trên mạng. Chỉ biết bà là tiến sĩ khoa học ngữ văn, đã có thời gian tu nghiệp ở Liên Xô.